đạo diễn Minh Cao, ảnh Bình Minh và Quỳnh Anh không phải trong phim. Đạo diễn Minh Cao bác bỏ thông tin ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh là chiêu trò lăng xê phim. Ngày 3 tháng 12, những hình ảnh Bình Minh tình cảm với Trương Quỳnh Anh gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh chưa được công bố của phim Thề Không Gục Ngã mà Bình Minh và Quỳnh Anh đóng chung. Trong phim của đạo diễn Minh Cao, Quỳnh Anh vào vai em gái trùm xã hội đen và có mối tình nhiều nước mắt với Bỉnh Long do Bình Minh đóng. Trả lời báo, đạo diễn Minh Cao khẳng định, tôi không biết có những hình ảnh nào khác không. Nhưng những cảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề Không Gục Ngã của tôi. Hình ảnh không phải được lấy từ phim như một số suy đoán. Đạo diễn cho biết, phim Thề Không Gục Ngã được quay trong 4 tháng, cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh không có nhiều, anh nói thêm. Minh Cao cũng nhấn mạnh, phim đã phát sóng 2 năm trước nên chúng tôi không cần PR phim ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa tôi và nhà sản xuất đều không muốn lăng xê phim theo hình thức này. Đạo diễn Minh Cao trên phim trường với Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Đạo diễn Minh Cao từ chối bình luận về tin đồn tình cảm, phim giả tình thật giữa hai diễn viên chính trên phim trường, anh nói. Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều là những người bạn tốt của tôi, còn chuyện riêng tư đang gây chú ý trên mạng tôi không dám bàn luận. Thề Không Gục Ngã là bộ phim truyền hình dài 32 tập, được phát sóng từ năm 2015. Phim xoay quanh cuộc đời Lý Bỉnh Long do Bình Minh đóng, anh là võ sư và có mối tình trắc trở với nhân vật do Trương Quỳnh Anh đảm nhận. Những hình ảnh Bình Minh và Trương Quỳnh Anh xuất hiện trên mạng xã hội, trùng thời điểm quyết định ly hôn của Tim cùng Trương Quỳnh Anh được đăng tải. Hồi tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 10 xác nhận Trương Quỳnh Anh và Trần Nguyên Cát Vũ đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về nam ca sĩ Một Vòng Trái Đất. Dù ly hôn, Tim cùng Quỳnh Anh vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện chung. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời bình luận liên quan đến những hình ảnh trên.